Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 51, The Mountain King Richard. Thực thể số 51, The Mountain King Richard, là một sự kiện có thể xảy ra trong The Back Room. Thực hiện nghi lễ ở bất kỳ địa điểm nào sẽ triệu hồi một thực thể đuổi theo bạn theo nhịp của bài hát cổ điển In the Hall of the Mountain King của Edvard Grieg. Tiến hành nghi lễ sẽ không yêu cầu một địa điểm cụ thể, và tất nhiên bạn cũng sẽ không phải sử dụng bất kỳ vật phẩm bổ sung nào để có thể thực hiện nghi lễ. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là ngồi xuống, vỗ tay 13 lần và nói I mocked you, foolish king. Sau đó, đấm một phát mạnh nhất có thể vào bức tường gần nhất, một lần nữa nhé. Nhắm mắt lại và nghe nhạc, không mở mắt ra cho đến khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng nhạc. Nếu bạn đã bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt, bạn sẽ biết rằng nghi lễ đã bắt đầu thành công. Lúc này, bạn sẽ đi bộ và để ý xung quanh. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một thực thể theo bạn từ phía sau một cách chậm rãi. Thực thể này là một thực thể hình người, bằng xương, là một sinh vật bốn chân và tất nhiên là không có bất kỳ thông tin nào về thực thể này. Hãy nhớ rằng, khi nhạc bắt đầu nổi lên, thực thể sẽ bắt đầu chạy nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, nên hãy chắc chắn để điều chỉnh tốc độ của bạn. Trong cuộc rượt đuổi, bạn sẽ thấy mình bị đưa qua rất nhiều level khác nhau để cố gắng chạy trốn khỏi thực thể này. Trong 40 giây cuối cùng, nhạc lúc này là đoạn nhạc dữ dội nhất và thực thể sẽ đuổi theo bạn với tốc độ nhanh nhất. Nếu bạn cố gắng để chạy nhanh hơn thực thể trong những giây phút cuối cùng của bài hát, đến cuối cùng, thực thể sẽ biến mất và bạn sẽ trốn thoát với phần thưởng của chính bản thân mình. Còn nếu không thì bạn sẽ bị giết bởi thực thể, chắc chắn rồi. Sống sót sau nghi lễ sẽ mang lại một số loại phần thưởng, mặc dù điều này là khác nhau ở mỗi người. Phần thưởng có thể bao gồm almond water, vũ khí, thức ăn và các đồ vật hữu ích khác. Lợi ích chính của nghi lễ là cuộc rượt đuổi dường như sẽ đưa bạn đến một trong những level an toàn hơn, bao gồm level 0 và The Hub. Tuy nhiên, nó sẽ không luôn luôn là một lối thoát khỏi bất kỳ level hoặc vị trí nào. Nghi lễ này được khám phá bởi một người đang thang khi đã khám phá ra nghi lễ và viết các hướng dẫn lên một mảnh giấy nháp. Họ đã bị mắc kẹt ở level 6 và sử dụng nghi thức để có thể bị rượt đuổi khỏi level 6 và cuối cùng họ đã đến được level 11. Còn làm thế nào mà người này phát hiện ra nghi lễ này thì vẫn chưa được rõ ràng. Trước khi hết video thì chắc chắn các bạn cũng biết thực thể này hay nghi lễ này được sử dụng để thoát khỏi những level nguy hiểm như level 7, level 8, level 9. Hoặc nếu các bạn đã xem video về level 666 thì đó cũng chính là cách duy nhất để thoát khỏi level 666. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ bạn có đủ nhanh để có thể chạy khỏi thực thể đó xuyên qua rất rất nhiều level khác nhau cho đến khi bài hát kết thúc không? Hãy cho mình câu trả lời của các bạn và cảm nghĩ của các bạn về nghi lễ này ở dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.